Xin chào các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của mình. Mình là Huy Sinh đây. Thì trong video hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn toàn bộ vị trí xuất hiện của Dương Bailey ở bên C2 nha các bạn. Trước khi video thì xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Và nếu như các bạn thấy video hay ấy, thì nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Rồi, thì trong video này mình sẽ chỉ cho các bạn toàn bộ vị trí xuất hiện Dương Bailey ở bên C2. Và nếu như thiếu cái nào thì các bạn có thể bổ sung cho mình ở bên dưới phần bình luận nha. Ok, đầu tiên là mình sẽ chỉ cho các bạn ở cái chỗ Vương Quốc Hoa Hồng trước nha. Thì đây chính là vị trí thứ nhất này. Đấy, ở chỗ cái mỏm đá màu đen này. Ok chưa? Nhặt nha. Rồi, tiếp theo sẽ đến với vị trí thứ hai, thứ ba, thứ tư nha. Là sẽ ở chỗ gần cái chỗ mấy con quái level 775 ấy. Đây. Đây là vị trí thứ hai này. Ok chưa? Nhặt này. Tiếp tục là vị trí thứ ba. Vị trí thứ ba sẽ ở trên cái nhà màu đỏ này. Đấy. Vị trí thứ tư là ở dưới nha. Dưới cái nhà màu đỏ này. Ok chưa? Rồi, tiếp tục đến vị trí thứ 5 nha các bạn. Vị trí thứ 5 thì sẽ ở cái chỗ gần cái bức tường thành này. Và nó sẽ ở đâu nhỉ? Ở giữa cái nhà màu vàng với màu xanh nha các bạn. Đây, đây chính là vị trí thứ 5 này. Các bạn cứ nhặt theo mình là được. Đây, tiếp tục sẽ đến với vị trí tiếp theo nha các bạn. Vị trí tiếp theo là cái vị trí thứ 6 nha các bạn. Nó sẽ ở cái trên cái ngôi nhà màu vàng này. Đấy. Tiếp tục là vị trí thứ 7 thì sẽ ở dưới cái chân nhà màu xanh. Ok chưa? Và vị trí thứ 8, thứ 9, thứ 10 nó sẽ ở trong một cái cửa bí mật. Thì các bạn cần phải dùng một cái kỹ năng nào đó có thể phá được cái cửa bí mật này nhá. Đấy, đây, 8, 9, 10 đều là dương vàng hết. À, mình quên mất mình chưa nói các bạn là sẽ có 3 loại dương là dương vàng, dương bạc và dương kim cương nha các bạn. Tùy theo cái độ dương mà cái Bailey ở trong sẽ tương ứng. Đây, đây dương bạc này, 11 này, ok chưa? Tiếp tục là vị trí thứ 12 nha các bạn. Đây cũng là dương bạc nốt này, nó sẽ ở gần cái chỗ tham quái nha. Rồi, tiếp tục đến là vị trí thứ 13. Đây, vị trí thứ 13 sẽ ở trên cái lóc nhà màu xanh. Đây là dương vàng nha các bạn. Mình sẽ nhặt cho các bạn xem này. Được khoảng tầm 2000 Bailey. Tiếp tục là vị trí thứ 14 này. Nó sẽ ở cái chỗ này, ok. Và vị trí thứ 15 sẽ ở trên cái lóc nhà này. Đây là trong 15 nhà trên tường thành ở trong cái khe. Đấy mình nhặt rồi, chỗ này này. Ok chưa? Tiếp theo là vị trí thứ 16 thì các bạn sẽ đi theo mình. Chúng ta sẽ ra cái chỗ đấu trường Nam Mã nha các bạn. Thì nó sẽ ở trong mấy cái khe cửa này này. Đấy. Đâu nhỉ? Đây này. Đây chính là cái dương kim cương đấy các bạn. Được khá nhiều Bailey ấy. Đấy, 5000 Bailey này. Tiếp tục thì đến với vị trí thứ 17 nha các bạn. Thì các bạn sẽ đi cho mình xuống cái chỗ cảng. Cảng 1 ấy. Nếu mà theo cái dịch chuyển của trái cửa là cảng 1. Đây. Thì đây chính là vị trí thứ 17 nha, sẽ gần bên cái con NPC ở bán thuyền. Ok chưa? Rồi, tiếp tục mình sẽ đến với vị trí thứ 18 thì nó sẽ ở trên cái chỗ này. Cái mỏm đất này. Ok. Nhặt nha. Rồi. Thì xong là mình sẽ dịch chuyển cái chỗ dinh thự nha các bạn. Thì ở dinh thự thì các bạn sẽ đi theo mình nha, sẽ chỉ lại được cho các bạn xem này. Khi các bạn leo lên dinh thự đúng không? Các bạn sẽ đi theo mình, kéo bên trái. Và đây là vị trí thứ 19 sẽ gần cái giường và sau cái ghế nha các bạn. Nói chung là dương kim cương khá là nhiều Bailey ấy. Rồi là vậy là mình đã nhặt toàn bộ các dương ở bên đằng trước rồi ấy. Giờ sẽ là đằng sau nha các bạn. Đằng sau sẽ ở gần quán cà phê này. Đây. Thì đây chính là vị trí thứ 20 nha các bạn. Nó sẽ ở gần chỗ quán cà phê và ở chân cái ngôi nhà màu đỏ ấy. Tiếp tục mình sẽ đi vào trong quán cà phê. Và quán cà phê sẽ có 4 vị trí nha các bạn. Thì đây là vị trí 21 và 22 này. Đấy, các bạn nhìn thấy biết ngay. Ok chưa? Tiếp tục là vị trí thứ 23 thì nó sẽ ở trên kia nha các bạn, trên đầu ấy. Ở đâu nhỉ? Đây đây. Ok, nhạt mất rồi. Thì nó ở trên cái chỗ cái thành nhá. Ok. Rồi, tiếp tục là vị trí thứ 24 thì các bạn sẽ xuống cho mình cái chỗ hầm này. Đấy, ở gần con PC thức tỉnh, nói chung là đổi chiêu thức tỉnh ấy. Ok chưa? 24 nha. Ok, tiếp tục sẽ ra khỏi quán cà phê này nha các bạn. Nói chung là sắp xong ở cái đảo Hoa Hồng này rồi đấy. Vương quốc Hoa Hồng. Ok. Đây. Thì các bạn sẽ đi theo mình nhá. Chúng sẽ lên cái chỗ cái cây này. Đấy. Đây. Thì đây chính là vị trí thứ 25 nha các bạn. Ok chưa? Dương bạc nha các bạn. Rồi. Tiếp tục là vị trí cuối cùng ở cái đảo Vương quốc Hoa Hồng này. Ở trên cái cây này này. Vị trí thứ bao nhiêu nhỉ? Thứ 26 nha các bạn. Và đây cũng là cái dương kim cương luôn nha. Ấy, nhặt này. Ui. Ok. Thì vậy là mình đã chỉ cho bạn toàn bộ vị trí xuất hiện ở cái đảo Hoa Hồng này rồi. Giờ mình sẽ chuyển qua cái đảo khác nha các bạn.
Rồi tiếp theo là sẽ là cái đảo đảo gì nhỉ? Đảo vườn thực vật thì nó sẽ ở cái chỗ mình di chuyển qua cảng ba nhé. Đây, đây vườn thực vật này. Đây thì đầu tiên là các bạn sẽ đi theo mình nhé. Thì các bạn sẽ kẹo là mình phía bên trái. Sau cái mỏm đất này sẽ có một cái dương bạc, và đây là vị trí thứ nhất nha các bạn. Ok chưa? Tiếp tục mình sẽ đến với cái vị trí thứ hai nha các bạn. Thì các bạn sẽ đi theo mình. Thì đây chính là vị trí thứ hai, vẫn là dương bạc nhá. Rồi, khá là ok. Tiếp tục là vị trí thứ ba, thì các bạn sẽ trèo mình lên cái lá cây nha các bạn. Thì nó ở trên cái lá cây này. Như là lá này này. Đây, vị trí thứ ba. Ok chưa? Rồi tiếp tục sẽ xuống kia và tìm vị trí thứ tư này. Đây chính là vị trí thứ tư này. Ok. Rồi, tiếp tục là vị trí thứ năm nha các bạn. Vị trí thứ năm thì nó sẽ ở cái chỗ đảo núi lửa. Thì nó sẽ ở cái núi lửa này này. Ok chưa? Ok, giờ chúng ta sẽ đến với cái vị trí cuối cùng ở trên hòn đảo này nhé. Là vị trí thứ thứ 6 luôn. Đây, vị trí thứ 6 thì nó sẽ ở cái chỗ gốc cây này, là dương kim cương nha các bạn. Rồi, vậy là mình đã chỉ cho bạn toàn bộ cái vị trí ở cái vườn thực vật này rồi. Giờ chúng ta sẽ đến với hòn đảo tiếp theo nha các bạn. Hòn đảo tiếp theo nó sẽ là ở chỗ nghĩa địa đi. Ấy, đảo nghĩa địa. Ok. Thì vị trí đầu tiên là các bạn sẽ leo lên cái cột ở giữa cái này, ở giữa cái hòn đảo ấy. Thì đây là vị trí thứ nhất này. Ok. Rồi tiếp tục đến vị trí thứ hai, thì các bạn sẽ leo lên mình lên cái cột ở xung quanh ấy. Rồi các bạn đứng đây nhìn nha. Kia kìa, mình thấy một cái dương kìa. Đấy, đây là vị trí thứ hai này. Từ từ. Giờ làm sao mà nhảy vào nó không bị mất đi. Mình không được rồi, từ từ nhảy lên luôn nha. Ok, vị trí thứ hai này. Xong nha các bạn. Rồi tiếp tục thì đến vị trí thứ ba, thì các bạn sẽ nhìn thẳng lên mình nhá. Kia mình đã nhìn thấy rồi này. Đấy, bay lên đây. Thì đây là vị trí thứ ba nha các bạn. Ok. Xong thì mình nghĩ là hòn đảo này nó không còn cái dương nào đâu. Và nếu còn thì các bạn có thể bổ sung cho mình bằng cách bình luận phía bên dưới nha. Khi mình tìm mình không thấy dương nào rồi. Ok. Chắc là bây giờ mình sẽ đến với hòn đảo tiếp theo nha các bạn. Từ từ, mình sẽ nhảy lên một cái chỗ nào nó đứng tạm vậy. Đây. Thì hòn đảo tiếp theo mình sẽ đến với là cái con thuyền ma ám đi. Ok chưa? Giờ mình sẽ ra chỗ kia này. Đây. Ok, vào trong đây này. Thì các bạn sẽ kẹo mình bên tay trái nha các bạn. Đây là vị trí dương đầu tiên ở bên con thuyền bị ma ám này. Ok chưa? Tiếp tục bạn đi vào trong đây. Ở trong đây sẽ 6 căn phòng nha các bạn. Và mỗi căn phòng sẽ có một cái dương. Thì đây là căn phòng có vị trí thứ hai này. Ok. Hai luôn nha. Ở 3 này. Tiếp tục này. 4. Đây. 5 này. Ok chưa? 6 này. 7 này. Ok, và lý là các bạn nên tìm cái dương thì nên tìm ở trong trời sáng các bạn, trời tối sẽ hơi khó tìm ở trong đây một chút. Và tiếp theo là các bạn sẽ đến cho mình cái chỗ hầm này nha. Từ từ. Mình sẽ quay lại mình cho các bạn xem kỹ này. Đây, có cái hầm này này. Đây, các bạn chui xuống đây nha. Thì đây chính là cái vị trí thứ 8 nha các bạn. Các bạn nhặt luôn này. Ok chưa? Rồi tiếp tục các bạn sẽ lên chỗ này, lên cái chỗ khác. Thì ở đây sẽ có một căn phòng, mà trong căn phòng sẽ có một con NPC mà thường đổi các bạn cái mặt nạ quỷ ấy. Thì sau cái giường nó sẽ có một cái dương thứ 9. Ok chưa? Tiếp tục mình sẽ đến với cái chỗ vào trong sâu trong đây nhá, vào chỗ nhà bếp. Thì bình thường các bạn thấy trong nhà bếp không có cái dương nào đúng không? Mình sẽ chỉ cho các bạn nha. Sẽ có một cái dương bí ẩn, nó sẽ ở trong đây, dương thứ 10. Ấy, nó dương kim cương nha các bạn, nó ở trong cái tủ này, các bạn không thể nhìn thấy đâu. Ok. Rồi thì vậy là mình sẽ chỉ cho các bạn toàn bộ các vị trí ở con thuyền ma ám rồi. Và nếu còn thiếu cái dương nào các bạn có thể bổ sung cho mình ở dưới phần bình luận nha. Rồi thì mình sẽ đến với cái hòn đảo tiếp theo. Thì cái hòn đảo này nó không có tên cái bản đồ ấy, nên mình sẽ chạy bộ ra vậy. Đấy. Nói chung mình gọi nó là đảo không tên đi. Thì nó không có tên, nó cũng nói chung là nó khá bé. Cái này nói chung là chủ yếu tìm các bạn tìm cái bông hoa màu xanh thôi. Rồi. Giờ em sẽ đi đến chỗ đấy nha. Hơi xa ấy, nhưng không sao. Đi chậm vậy không cắt được cho các bạn biết đường đi. Rồi. Đây, mọi vào trong đây nhá. Thì đây là cái vị trí số 1 nha các bạn. Đói. Ok chưa? Nhặt này. Tiếp tục thì đến với cái bên trên, các bạn nên dùng cái kiếm hoặc là cái gì đó có thể dịch chuyển lên trên nhá. Đói. Xong rồi. Thì đến với vị trí thứ hai này, nó trong cái khe này nha các bạn. Đây, khe này. Ok chưa? Nhặt này. Xong luôn nhá. Từ đây hết rồi nhá. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ dịch chuyển lên một cái vùng xa xôi đi.
Thì trong vùng xa xôi nó sẽ có hai vị trí nha các bạn. Thì vị trí đầu tiên là sẽ ở cạnh con NPC và sau gốc cây này. Đấy, sau cây nhà. Ok chưa? Rồi, tiếp tục đến với vị trí thứ hai thì các bạn sẽ đi vào trong chỗ này cho mình. Đây chính là vị trí thứ hai này. Ok chưa? Xong luôn nhé. Thì đảo này hết rồi đấy. Rồi xin mình tiếp tục dịch chuyển đến một cái đảo tiếp theo là đảo gì đây? Đấu trường bóng đêm đi. Thì ở đấu trường bóng đêm sẽ có 4 cái dương nha các bạn. Thì các bạn sẽ đi theo mình. Thì đây là cái dương đầu tiên này. Đấy, ok chưa? Rồi, tiếp tục đến với cái dương thứ hai này. Đấy, đây rồi. Tiếp tục là dương thứ ba thì các bạn sẽ đến cho mình cái chỗ gốc cây ở gần cái chỗ cảng ấy, gần cái chỗ mua thuyền ấy. Đấy, ok chưa? Rồi, tiếp tục là vị trí thứ tư nha các bạn. Thứ tư thì nó trên một cái mỏm đất. Đây. Ok chưa? Rồi, thì lẽ còn thiếu cái dương nào các bạn có thể bổ sung cho mình ở dưới phần bình luận nhé. Ok, thì hiện tại trời đang tối, mình sẽ đợi trời sáng và tiếp tục chỉ cho các bạn nhé. Ok, hiện tại thì mình đang ở chỗ đảo Hóa Băng. Giờ mình sẽ chỉ cho các bạn vị trí thứ nhất ở đảo Hóa Băng nha. Thì đây chính là vị trí 1 này. Nó ở trên một cái mỏm đất ở núi nữa. Ok chưa? Tiếp tục là vị trí thứ hai sẽ ở trên một cái tòa nhà có con boss đô đốc khóe. Rồi, và vị trí thứ ba là các bạn sẽ đi theo mình nhé. Chúng ta sẽ ra cái chỗ gần cái quả núi ở phòng thí nghiệm ấy. Đây. Thì sau cái mỏm đất này sẽ có một cái dương thứ ba. Ok, dương vàng nhé. Tiếp tục mình sẽ lên cái chỗ này nha các bạn. Thì đây là vị trí thứ tư. Ok, vậy cái đảo nửa này mình gọi chỉ cho bạn hết vị trí ấy. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái đảo băng nha các bạn. Đây, sang bên kia nào. Bên này khá là nhiều chỗ các bạn chưa biết đấy. Đây, mình sẽ chỉ cho bạn nha. Thì trong ba cái lều này các bạn ơi, sẽ có ba cái dương nha các bạn. Các bạn nói chung các bạn sẽ không thể vào đâu. Các bạn phải dùng một cái thủ thuật. Thì mình sẽ dùng cái hắc kiếm mình sẽ dịch chuyển vào này. Ôi, hình như hơi quá tay các bạn. Từ từ mình sẽ ấn lại các bạn xem. Nói chung là trong ba cái này đều có nha các bạn. Các bạn nào mà tìm Kijoden ấy, mà tìm full đảo mà không có thì các bạn phải đi vào trong đây. Đấy các bạn thì vừa thấy không? Nhưng mình vừa ấn kiểu gì mà nó không chui vào được. Đấy, bạn nào mà tìm Kijoden mà không tìm thấy thì có thể vào trong đây tìm. Rồi, dương thứ 5 này. Ok chưa? Dương thứ 6 và thứ 7 cũng ở trong cái nèo kia nha các bạn. Ra thì hơi khó đây. Thử dùng cái hắc kiếm, cái song kiếm xong ra là không. Ok, không ra được các bạn. Thôi thì chắc là mình phải dùng cái hắc kiếm thôi. Đoạn này chắc là hơi lâu một chút cả nha các bạn. Các bạn có thể tua qua đoạn này cũng được. Vì cái này nó cũng giống nhau thôi. Đây. Rồi, ok, thì giờ mình sẽ tập trung mình vào mình đấy nhá. Đây, vị trí thứ 6 này. Lâu quá, ok. Thử lại cái song kiếm nào. Không được các bạn, thôi. Mình sẽ gọi là chuyển bằng cái hắc kiếm luôn nha. Vị trí thứ 7 này, ok chưa? Rồi, thoát khỏi cái chỗ này thôi, lâu quá. Ở chỗ này bị lên đây quá các bạn. Nói chung mà lấy nhặt hơi lâu. Rồi, tiếp tục mình sẽ chỉ các bạn cái vị trí thứ 8 nha. Bạn nào chưa biết có thể đi theo mình. Đây. Thì nó sẽ ở sau cái chỗ đi red này. Đây, từ ạ. Đây, vị trí thứ 8 này, dương vàng nha các bạn. Ok. Rồi, tiếp tục thì là vị trí thứ 9. Thì các bạn sẽ leo mình lên đỉnh luôn một cái. Đây là cái gì? Cái phòng thí nghiệm à? Đấy, lên đỉnh luôn nha. Đây. Ok chưa? Dương kim cương, vị trí thứ 9. Rồi, nhặt nữa này. Rồi thì mình vào trong cái phòng thí nghiệm này nha các bạn. Đây. Thì bạn nào chưa biết cách ấn nút để mở cửa ấy, ấn cho mình cũng được. Đỏ này, xanh ra trời này. Xanh ra cây này. Xanh ra trời tiếp này. Ok chưa? Rồi chúng ta sẽ đi vào trong cái nối bí mật này. Cái này bạn nào không biết nữa thì thôi ấy. Ok, leo lên kia này.
Rồi thì ở đây sẽ có rất là nhiều dương các bạn, là dương thứ 10, 11, 12 và 13. Đấy, em sẽ nhặt từng dương một nha. Ô, lắc à? Ok, được rồi. Ok, xong luôn nha. Ok, thế vậy thì ở cái đảo Hóa Băng này mình chỉ các bạn toàn bộ cái vị trí xuất hiện dương rồi. Rồi chúng ta sẽ đến với cái chỗ tuyết đi. Tuyết thì các bạn sẽ đi theo mình nha. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ đi theo mình. Chúng ta sẽ ra cái chỗ có cái làng này. Ấy thì sau cái làng này sẽ có một cái tảng đá băng. À, sau cái tảng đá băng sẽ có một cái dương. Đây, vị trí thứ nhất nha. Ok chưa? Tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với cái vị trí thứ hai. Nó cũng là ở cái ngôi làng thôi, mà ở bên kia nha các bạn. Đây, trèo lên cái tảng đá băng tiếp tục này. Thì sau cái tảng đá băng này sẽ có, ấy, sau cái ngôi nhà này sẽ có một cái vị trí thứ hai. Ok. Rồi, và nếu mình còn thiếu cái chỗ nào ở trong cái núi tuyết này thì các bạn có thể bổ sung cho mình nhé. Hiện tại mình tìm khá nhiều ấy. Và đây chính là vị trí thứ ba nha các bạn. Thì các bạn sẽ xuống cái khe núi này. Ok chưa? Đây, thứ ba nha. Rồi tiếp tục đến vị trí thứ tư thì các bạn sẽ đi tiếp tục ra cái chỗ bên kia, trùng cái chỗ đối diện nó ấy. Ngược lại ấy. Ấy. Ừ, đây, thứ tư ở trên bên kia kìa. Từ từ mình sẽ nhảy lên kia. Rồi. Đây, dương vàng luôn nha. Ok chưa? Rồi, còn cái gì có mình nghĩ là cái lối tuyết này mình cũng nhặt hết rồi đấy. Giờ chúng ta sẽ đến với cái vị trí ở cái hòn đảo tiếp theo nha các bạn. Thì đảo Đầu Lâu nha. Chung là cái hòn đảo bị lãng quên nha các bạn. Đấy. Thì đầu tiên là bạn sẽ đi từ cái bên cảng luôn. Thì đây là vị trí thứ nhất này. Ok chưa? Nhìn thấy chỗ đó chưa? Rồi tiếp tục đến vị trí thứ hai này. Đấy. Rồi. Đến vị trí thứ ba nha các bạn. Thứ ba các bạn cứ neo cho mình. Ờ, chúng ta sẽ đến với cái con NPC mà thức tỉnh cái tộc, phải thức tỉnh là thức tỉnh cái dê phít ấy. Đấy, về vị trí thứ ba này. Cạnh của nhà luôn. Vị trí tư cũng vậy nha các bạn, nó cũng ở cái chỗ ngôi nhà luôn các bạn. Đây. Đấy. Rồi, tiếp tục vị trí thứ năm này. Cũng vậy như các bạn không biết thì gọi tìm ở mấy cái chỗ ngôi nhà ấy, đấy, năm này. À, khá là nhiều vali ấy. Rồi vị trí thứ sáu này. Ok chưa? Tiếp tục ở vị trí thứ bảy nha. Thứ bảy thì các bạn sẽ phải ra cái chỗ bot kia kìa. Không nhất tên được các bạn. Đây. Thì ở đây sẽ có một cái dương này. Thì đây vị trí thứ bảy này. Ok chưa? Tiếp tục là vị trí thứ 8 nha các bạn. Đây là dương vàng nha các bạn. Ấy, 8 này. Ok. Và thứ 9 là cái dương kim cương các bạn. Ui. Nhận này. Ui, khá nhiều belly ấy. Ok, vậy là mình chỉ cho bạn toàn bộ cái vị trí ở cái hòn đảo này rồi. Và tiếp tục chúng ta sẽ đến với vị trí ở cái chỗ ở lâu đài băng nha các bạn. Thì ở lâu đài băng thì bình thường các bạn sẽ đi ở cái chỗ bến tàu đúng không? Đây, cái bến này. Đấy. Thì đây là vị trí thứ nhất nha các bạn. Ok chưa? Đấy, mình làm video này khá là mệt luôn các bạn. Mong các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách like video và đăng ký kênh nha. Và đây là vị trí thứ hai nha. Ok chưa? Rất là chậm, rất là chi tiết nha các bạn. Chỉ từng vị trí một, không cắt, không bớt gì hết. Tiếp tục là vị trí thứ ba này. Nó sẽ ở chỗ này nha các bạn. Ok chưa? Đấy, bạn nào family thì dịch chuyển theo cái video của mình ấy, thì cực kỳ phê luôn. Đấy, tiếp tục vị trí thứ 4 này. Rồi. Chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 5 nha các bạn. Đây, thì nó sẽ ở sau cái lâu đài băng này. Rồi, hơi mệt đấy các bạn. Chung là mình dành 2 tiếng để mình tìm mấy cái dương này. Sau đó bắt đầu làm video cho các bạn ấy. Đây, vị trí thứ 5 nha. Ok chưa? Rồi thì chắc xung quanh nó không còn cái dương nào đâu. À, nếu còn thì các bạn có thể bình luận phía bên dưới cho mình để mình biết nhé. Mình bổ sung thêm. Ok, rồi chắc vào trong lâu đài luôn nha. Thì trong lâu đài này sẽ có khi các bạn đi vào trong luôn. Bạn sẽ đi vào cái phòng bên tay trái và trong này sẽ có 3 vị trí. Thứ 6, thứ 7 và thứ 8. Ok chưa? Rồi, thì mình nghĩ là mình đã chỉ cho bạn toàn bộ cái vị trí xuất hiện dương ở bên cái hòn đảo lâu đài băng này rồi, và cũng như là toàn bộ ở bên C2 rồi đấy. Rồi thì chắc là mình sẽ di chuyển qua cái chỗ quán cà phê này các bạn. Mình sẽ làm đun lần cuối rồi kết thúc video nha các bạn. Hơi mệt rồi. Đâu nhỉ? Làm đun này. Rồi mình sẽ làm đun nha các bạn. Để xem được cái gì ngon không. Khá là mệt đấy. Ok, được cái chai chấn động. Trái này mình đã có rồi cơ.
Thôi chắc là vứt luôn đi các bạn. Được rồi, vứt rồi. Ok, và mình nghĩ video mình cũng nên kết thúc thôi nha các bạn. Và nếu như mình còn thiếu một cái dương nào đó ở bên C2 ấy, thì các bạn có thể bổ sung cho mình ở phía bên dưới phần bình luận. Giờ thì xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.